Rồi, gửi đây trước 5 triệu nè, để mà làm lộ phí đi đường nha. À, gia đình đón con này vui không? Dạ đang vui ạ, cảm ơn. Chứ nào giờ cháu nó bệnh vậy là mình thấy làm sao? Lo không? Lo, mà không có chi phí cũng chịu thôi. Không có chi phí cũng phải 5 triệu hả? Dạ. Rồi con thấy sao con? Hôm nay con đón được tin vui gì á, được con được điều trị, con thấy sao? Khóc hả? Sao con gắng cố gắng đi con. Nay con mừng không? Con mừng. Con mừng lắm hả? Cố gắng đi con. Ha, đi vô Sài Gòn gặp chú. Chú giúp cho để chữa trị cho bé. Nha. Thôi, đừng khóc nữa nha, gắng cố gắng, từ từ sẽ vượt qua. Giờ đi qua làng nào nữa? Dạ, cũng thôn nhà nhưng mà đi xuống xóm dưới á. Xóm dưới hả? Đi vô nhiều chị nha cả nhà. Vô nhà sau con đã nấu gì? Xin chào. Ô. Có đèn không? Đang nấu cơm hả chú? À, nấu cơm ăn cái gì á? Dạ. Yeah. Bắp à? À, cùi bắp à? Cùi bắp để đốt hay làm gì chú? Cùi bắp để tùm củi. Tùm củi hả? Ồ. Nhà chú bao nhiêu người? Đây còn 5 người. 5 người hả? Đi. Hả? Là cô, là vợ chú hả? Không, nè nè, vợ mở 2 hộ cho nè. Ở đây hai, à, hai hộ. Ừ. Ờ mơ cho nát. Ờ ơi. Vợ chồng đó, vợ chồng. Ờ hai vợ chồng ở chung nhau vậy ở nhà. Ở đây 9 người lận ha. Ờ 9 người. Ôi trời đất. Ờ cháu. Rồi đất ơi. Nè ăn cái gì á cho con ăn với. Đi câu cá rồi. Ờ câu được cá hả? Ừ. Còn mấy người con làm gì? Hả? Mấy người con làm gì? Làm rẫy. Làm rẫy. Ờ. À. Làm rẫy hè chợ này ở này. Dạ. Rẫy là bị bão là cho mà hôm nọ hư rồi. À tức là làm rẫy mà bị bão vô nó ngập là nó trôi hết rồi đúng không? Ờ. Ừ. Vất ngập. Trôi nhiều không? Hả? Trôi nhiều không? Mơ bực mơ ăn rồi. Bơ. Bơ pa ăn hở bị cung ngập thong cung vất hết. Rồi trôi hết luôn rồi. Dạ. À. Còn đây cái gì cô? Hả? Này gì đây? Thân. Thân là cái gì? Phân á. À cho phân là để vợ chồng lại vậy. Ở nhà trồng lúa không à hay trồng ngô? Trồng lúa. À. Bây giờ nước nó rút chưa? Lội lúa lên lại chưa? Rồi cọ rồi hờ rồi bị chó đồ rồi. À, lên rồi rồi nó nhập vô rồi bỏ hết luôn rồi. À. Bây giờ lấy bắp này trồng lại ra. Nha. Cái này trồng lại được không? Cái này để làm gì? Để châm củi. Đó. Đốt nha, nguyên cây rồi đó. Hả? Bắp vẫn có thể giả hột bắp ra là nấu giống như cơm ăn thôi. À lấy cái hột bắp này là để nấu làm củi nấu. Cái cùi này là để nấu. Dạ. Còn cái hột thì giả ra để nấu ăn. Nấu để ăn. Dạ. Giả nhuyễn ra để nấu có thay gạo ăn. Dạ, dạ. À trời ơi. Rồi mấy người con đâu? Đi hát dưới nó. Đi hát à? Cháu. Đi. Chọc lẹ. Đi hát là. Đi lại học. Còn như còn nhỉ? Đi học con trung cú, trá nữa. Con cú tọc bài. Ừ. Là con. Dạ, mấy ngoài nè. Đi qua, yeah. Quanh đây, còn cháu thì đi học rồi. Ra mấy ngoài nè, cho nó sáng. À.
Không ăn lại thì con như hâu tên lại lần được sao? Con chết. À, con đi ra mấy ngoài hả nè? Con ở trong nhà không dám ra ngoài. Đâu? À, mấy người con hả? Đó. Mở đèn lên. Hai đứa đó. Rồi một đứa đi hạ. À. Con đi cáp đi hai đứa. À. Bốc đèn. Dạ. Chín người con. Cháu. À. Cháu là trong hộ gia đình này là 9 người. Chín người. Ừ. Ừ. Làm nương làm dạy hết. Làm nương rồi. Làm bơi hết. Ừ. Coi có vợ chưa? Có rồi. Có vợ hả? Có. Vợ được mấy đứa con? Ba đứa hả? Ờ. Rồi em có làm gì không? Không hả? Làm lấy. Đi lấy xe không? Xe cậu ơi. Hả? Cậu ơi xe quá nghèo lấy xe không? Ở đây mua cho mấy chiếc xe tăng đi cày ruộng. À. Xe tăng cày ruộng là đã lắm luôn. Đúng rồi, gãy, làm gãy à, mua xe tăng làm gãy. Khỏi xài kéo xe máy cày. Xe tăng có 1 triệu đô à. Chú nhiêu tuổi rồi? 70. Cô nhiêu, cô mấy tuổi? Sinh 52. 52 là mới 68 á. 68. Ừ. 68 tuổi. Em nhiêu? 92 tuổi hả? Trời ơi. Năm 92. À, sinh năm 92 hả? Tuổi nó 92 tuổi là té ngựa. Cô nhiêu? 58. Thôi nay ghé ngang thăm gia đình, con gửi cho cô 5 triệu để mà mua cây giống lại trồng. Nha. Chắc người ta xem tiêu, đeo mặt cảm ơn. Cảm ơn. Cô vui không? Vui cảm ơn. Vui mừng. Thôi con gửi cho cô 5 triệu để dành mua cây giống trồng lại nha. Ngay gửi 5 triệu. Rồi gia đình là chụp tấm hình đi. 5 triệu đồng. Rồi vui không? Vui. Bữa nay là ăn mừng nha. Nha. À, bữa nay là nấu cơm nếp với lại là đâm mùi ớt ăn mừng một bữa linh đình. Mà nhớ làm mùi cải cây chút nha. Để dành mua giống lúa trồng lại. Nha. Chúc chú nhiều sức khỏe. Chú vui không? Vui. Mai mốt con đi vô đây cho con ở nhà nha. Cho ở lại nhà nhà nha. Em chịu không? Em tên gì? A Can. A Mẹ. Rồi ạ. Ê. Chú. Hả? Chú tên gì? Bao. A Tin Bao. A Tin Bao. Ừ. A Tin Bao. Ê. A chị cái gì? Nó hỏi dính cái miệng luôn rồi. Cái này ê. Hả? Cái con. Con. Rồi chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Cho ở lại đây không? Cho con ở lại đây không? Cho không? Chịu không? Chịu. Ngủ luôn đó nha. Rồi con bye bye nha. Xin chào. Rồi. Chú ơi. Nghĩa là tôi đi về đây tạm biệt. Tạm biệt là chú ơi. Chú ơi. Chú ơi. Cho mạnh khỏe. Cho mạnh khỏe. Đây là chúc nhiều sức khỏe đó. Đây thông dịch luôn nè. Cho mạnh khỏe. Cho nha. Cho nha. Rồi, lên đường đôi đi hồ khác. Ở đây quý vị thấy nước chảy xiết nè. Chỗ này chỗ bị sạt.
sạt lở cho nên là dậy vô không có được. Buộc sen phải di chuyển vô đây rồi với lại kêu bà con, mời bà con lên trên là để mà phát quà. Cho nên xe vô đây không được, buộc phải đi bằng hông đa mới vô được. Dòng nước nó chảy. Nước này nước ở trên thượng nguồn chạy xuống à. Thượng nguồn gần đây em con. Thượng nguồn đậu ảnh à. Lớn không? Ừ. Đó, nước chảy kinh khủng. Rồi đi tiếp nha cả nhà. Rồi mời quý vị khán giả đi thăm một cái căn biệt thự của Sang mới mua nha. Thự này mới mua 100 tỷ. Giờ sắp viên liên 100 tỷ vô chồng tiền này nha cả nhà. Xin chào. Có ăn cơm chưa? Khỏe không? Cô khỏe không? Ở đây lấy mấy chai dầu với lại áo ấm lên cho gia đình đi. Dầu xanh đó. Cháu bị bại não hả? À, chào cô. Ăn cơm chưa cô? Chưa. Hả? Chưa hả? Bữa nay ăn cơm với gì? Hả? Bữa nay ăn cơm với gì? Cơm gáo, cơm họ cho. Cơm họ cho hả? Họ cho quà lưu lục. Hồi nãy có lên nhận quà chưa? Chưa hả? Chắc rồi. Ở đâu bữa nay nấu cơm như ăn gì? Cô tên gì? Đài. Đài. Đó con mà. A Lăng Thị Đài. A Lăng Thị Đài. Nhà mẹ như nhà chuồng bò. Nhà chuồng bò hả? Nhà nghèo khổ. Nhà chuồng bò. Thiệt chứ. Như mưa gió đi mẹ thờ. Thế ha. Không có tiền làm nhà. Nghèo quá. Nhà mình có sổ nghèo không? Có sổ giấy hộ nghèo không? Không có. Giấy hộ nghèo lại thôi về. Bà có. Cho con mượn coi coi. Chẳng phải đồng. Có giấy hộ thổ hộ nghèo. Rồi con. Ai của cháu? Là mất chồng từ rất là sớm. Mẹ ở già ở quận đó chưa mẹ đùi. Một đứa con trai duy nhất. Con đứa con trai. Thằng nợ mẹ. Con trai có vợ con chưa? Đấy đó, giờ đó có con bị bệnh đó. Ba mẹ con. Cháu bị bệnh bao lâu rồi? Từ nhỏ. Bị từ nhỏ hả? Dạ. Rồi em có bao nhiêu đứa con? Có đứa này mẹ. Một đứa một à? Dạ. Rồi em làm nghề gì? Đâu có gì đâu. Có đi làm dãy không? Có. Có làm dãy hả? Dạ. Ở nhà trồng dãy nhiều không? Dạ không, ít. Dạ. Rồi vợ ở nhà làm gì? Thầy phiên nó làm, người giữ người là làm. Thầy phiên người giữ là người làm. Đây là vợ hả? Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi mấy tuổi. Hai mươi mấy? 26 hả? Nhà cũng có với hộ nghèo. Hộ nghèo chừng nào nhà nước mình xây? Đâu có xây đâu. Hộ nghèo thì năm con về nghèo. Tháng lãnh được nhiêu? Đâu có. Họ nghèo thì khi nào ví dụ như có mạnh thường quân đem quà thì đem họ cho mình. Ưu tiên. Nhà này sửa lại được rồi. Còn sửa nhà, sửa đồ thì... Hỗ trợ cho... Nhà này sửa chứ nhà này phải làm lại cái nhà mới. Đúng rồi. Thì làm này để dành nhà bếp. Chẳng Lẽ chỉ ở nhà chính nhà thì... Nhà này là từ đời. Nhà này được bao nhiêu? Đây à. Cháu nó bị bệnh này à. Đem vô Sài Gòn đi, lên trên anh đi, tôi điều trị cho, tài trợ cho điều trị miễn phí, không có tốn tiền, chịu không?
nha. Tôi tài trợ hết cái chi phí điều trị, rồi chỗ ăn chỗ ở, rồi điều trị nó cũng cỡ 2 tháng 3 tháng. Có đồng ý không? Hỏi có đồng ý rồi đi vô Sài Gòn rồi tôi đưa lên Tây Ninh. Chắc vâng đồng ý đó mà đầy đường với điều trị đã lo vứt tớt bệnh cha cả viện phí đã lo vứt luôn đó. Là nhờ chỉ việc đơn còn rồi. Ta đã đưa cái chết học tại giờ đang. Đồng ý hai vợ chồng đồng ý. Đồng ý. Tôi rất là cảm ơn là nếu mà bên anh có hỗ trợ. Rồi. Milan ơi. Lan ơi, Hương ơi. Mẹ. Mẹ cũng già rồi chứ mẹ đuôi khô khô không thấy đau. Bây giờ vậy ha. Một lát nữa tôi đi về Sài Gòn luôn. Coi thu xếp ngày mai đi vô Sài Gòn gặp tôi. Rồi tôi đưa lên cho chỗ Tây Ninh điều trị về cái bệnh của cháu. Tôi hỗ trợ hết chi phí điều trị, ăn ở. Hai vợ chồng đồng ý không? Đồng ý á. Bây giờ tôi cho ít tiền làm lộ phí đi vô. Chứ giờ nhìn tiền đâu đi vô trong Sài Gòn. Chắc đang đăng dên dư mà sắp xếp luôn. Chắc đang cái tên của chắp xếp. Bị được hả? Thù mùa mạng. Không phải xây chắc được cái bị cơ hội luôn bây giờ. Chào đi. Thôi đi đà mà với luôn, đà đắng luôn vì đã bậc không được, được. Hay là giờ thống nhất là đà đắng ở vừa vừa giúp đồng con này đà đắng dên này như bờ là về như bờ với luôn nắn gì cái làng lại chật ở như bờ đắng xe vội thì kia đắng sau điện thoại quan rồi được là tay được gọi là đà nắn. Hai vợ chồng đi vô chồng luôn đi, ôm con vô trong đó rồi tôi đưa về Tây Ninh điều trị cho cháu này là cũng cỡ 3 tháng, từ 2 tới 3 tháng. Rồi thuê nhà trọ ở lại để điều trị. Thì tôi lo hết cái chi phí ăn ở và điều trị. Đó. Tới khi nào cháu nó hết bệnh thôi. Ha. Nhưng mà nói trước mà tôi đã giúp rồi điều trị là phải theo điều trị cho nó hết bệnh chứ đừng điều trị nửa chừng rồi bỏ. Lúc đó uổng công uổng sức. Rồi thuốc điều trị đó, đang điều trị mà gần hết mà bỏ ngang đó là tôi không có đồng ý. Ha. Nói trước với gia đình đồng ý không? Chi phí ở đây tôi cho gửi tiền đây trước để vô Sài Gòn gặp tôi. Đem cháu qua mượn coi. Quay mặt qua nè. Trời, đưa cho ông mượn coi. Qua đây. Rồi, dịnh cháu này. Rồi, dịnh về, đứng xích lại đây. Để cho nó ngồi tôi. Rồi, dựa mẹ vô. Dựa sát vô, đúng rồi. Rồi, chịu chút xíu con. Xong tập tập. Cái đầu nó mềm mũn luôn. Sanh ra là bị giờ đâu không hả? Nó đỡ khò là phải không? À, phòng cháu nó qua bệnh đi. Bây giờ mẹ ở nhà đâu có làm gì phải không? Bây giờ ha, trước mắt á thì tôi sẽ giúp điều trị bệnh. Nếu như mà hai vợ chồng chịu kiên trì trị bệnh cho con, sau khi hết bệnh, tôi cho ít vốn về mua lại cây giống để trồng. Để làm ăn.
Còn mà hai vợ chồng mà bỏ nửa chừng không chịu điều trị á là tôi không có cho tiền. Đồng ý không? Nha. Bây giờ tôi gửi cho đây 5 triệu để hai chồng thu xếp đi vô trong Sài Gòn gặp tôi. Nha. Rồi. Gửi đây trước 5 triệu nè để mà làm lộ phí đi đường. Nha. Đi vô trong Sài Gòn gặp tôi tí xíu nữa tôi được cái số điện thoại của tôi. Bên này chỗ đúng rồi. Kêu em kêu Hương á nó đưa cái số điện thoại của nó đưa cho bé cho gia đình này. Vô tới đó gặp tôi. Thì từ đây tôi về luôn Sài Gòn. Đó. Hả? Đồng ý không? Dạ đồng ý, cảm ơn anh. À. Tranh thủ trị cho cháu sớm. Chứ để lâu rất là nguy hiểm. Cái đi nhớ cầm theo mấy photo lấy cái giấy hộ nghèo nè với lại cái bảo hiểm của cháu. Nha. Hộ khẩu bảo hiểm luôn nha. Rồi giấy tờ nào liên quan với chứng minh cha mẹ. Nha. Cầm đem theo. Rồi tất cả những cái chi phí hỗ trợ về điều trị tôi sẽ hỗ trợ cho hai chồng. Làm sao điều trị cho con cho nó khỏe. Rồi lúc đó về tôi chích nó vốn ra để mà cho để về làm ăn. Tiền này là tiền của bà con cô bác cả nước với bà con cô bác ở nước ngoài hỗ trợ. Chứ không phải tiền của tôi nha. Rồi. Vui không? Bữa nay gia đình đón kênh này vui không? Dạ đang vui ạ. Cảm ơn. Chứ nào giờ cháu nó bệnh vậy là mình thấy làm sao? Lo không? Lo. Mà không có chi phí cũng chịu thôi. Không có chi phí cũng phải làm chịu hả? Dạ. Rồi con thấy làm sao con? Nay con đón được tin vui gì á, được con được điều trị con thấy làm sao? Khóc hả? À? Sao con gắng cố gắng đi con. Nay con mừng không? Con mừng. Con mừng lắm hả? Thôi gắng đi con. Ha, đi vô Sài Gòn gặp chú. Chú giúp cho để chữa trị cho bé. Nha. Thôi đừng khóc nữa nha, gắng cố gắng từ từ sẽ vượt qua nha. Cầu nguyện trên để mà phù hộ cho mình thêm nha. Rồi ở nhà chắc còn mình mẹ nhà chắc có đồ ăn đồ uống chầm sớm người ta dòm ngó dùm được mà đúng không ha. Thì có gì nhờ chính quyền địa phương mình ở đây hỗ trợ dùm cho gia đình này, nhờ mấy em giúp đỡ dùm. Rồi còn mình mẹ. Rồi, bữa nay cô vui không? Ừ? Bữa nay cô vui không? Vui. Vui chứ. Nghe à. Rồi thì con cũng tranh thủ để con đi ra chạy ra ngoài khỏi cái đường đèo núi này có 60 cây số lận. Đường tối nó đang bị sạt lở nó nguy hiểm quá. Cho nên con tranh thủ con đi ra ngoài. Gửi gia đình mấy bộ ấm, dầu đâu em? Dạ dầu đưa ạ. Dầu đưa chưa? Dạ đưa rồi. Ừ. Rồi mấy chai à? Dạ đưa bên này một chai rồi bên kia một chai. Ừ. Thôi đưa hay đó, thêm nó chai nữa để dành. Nhớ giữ tiền hai vợ chồng vô tới trong Sài Gòn điện chú nha. Nha. Gắng đi con, chú giúp cho nha. Đừng có lo nữa nha. Có Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Tí xíu nữa ra trên đường ngày mai bắt đầu đi vô Sài Gòn á, tôi ra ngoài xe đi, kêu chồng chạy ra xe tôi đưa thuốc. Để uống cầm chừng đi vô tới Sài Gòn để cho cháu nó đừng khò khè nữa. Nha. Đi ra ngoài xe đi giờ chú đưa số thuốc cho vô làm cho cháu uống. Nha. Thì thôi cũng xin phép cô con đi. Ừ. Nha. Hồi nãy mình nói chào máy bay là cái gì? Chó. 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 Rồi, nhớ cầm theo sổ nghèo nha con. Nha. Con nghiệp con nghe mừng khóc luôn đó. Ừ. Gán đi con tên gì? Tiền hả? Duy. Duy. Dạ. Ừ. Còn con tên gì? Trang. Trang hả? Dạ. Ừ. Rồi gán nha Duy ha. Gán đi chăm sóc con. Rồi có gì cô chú mấy cô chú Mạnh Thường Quân ra giúp đỡ cho. Nha. Rồi. Thì cậu ơi. Chó. 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 Rồi, tí xíu em đưa số điện thoại lại cho em đó, dạ. Nha. Rồi lấy số của em đó đưa cho em. Gán cố gắng trị bệnh cho con đi, nha. Xong hết bệnh chú gửi ít tiền của Mạnh Thường Quân để về làm vốn làm ăn, nha. Rồi,
Rồi xin chào tất cả quý vị khán giả cũng như quý vị Mạnh Thường Quân, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Nhờ chính vì nhờ của đồng tiền của quý vị Mạnh Thường Quân cả nước cũng như là bà con cô bác Mạnh Thường Quân kiều bào nước ngoài giúp đỡ cho bà con miền Trung trong cái lần lũ lụt lần này. Một trong những cái gia đình như vậy là ở trong cái vùng cao, vùng núi, và cái cơn bão số 9 vừa qua cũng gây thiệt hại khó khăn mất mát về cái vấn đề tài sản mùa màng nó khá là lớn. Gặp những gia đình như thế này thì nó xây sở không có được. Và chính vì nhờ những cái đồng tiền của quý vị, đó là cái phao cứu sinh giúp cho họ. Và mong rằng những cái phao cứu sinh này của quý vị thì sớm cứu vớt được những mảnh đời bất hạnh, được thêm mọi người nào hay người đó. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại.